Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại kênh Đùa Máy Tính. Lần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện khôi phục cài đặt gốc về trạng thái xuất xưởng của con máy Samsung Galaxy A10. Tôi sẽ vào cài đặt thông tin thoại đây, Galaxy A10. Để thực hiện khôi phục cài đặt gốc, trước tiên ta sẽ phải sang lưu danh bạ, tin nhắn, ảnh, video. Những cái thứ mà các bạn cần thiết thì các bạn sao lưu sang thẻ nhớ hoặc bộ nhớ đám mây như Google Drive, những cái bộ nhớ đám mây, Google ảnh, photo kiểu nhá. Vì khi thực hiện xong thì máy sẽ xóa toàn bộ về trạng thái xuất xưởng ban đầu lúc bạn mua máy. Để thực hiện, đầu tiên ta sẽ vào cài đặt. Ta sẽ vào quản lý chung. Ta sẽ vào đặt lại. Đây, xóa tất cả cài đặt là cái đầu đây. Khôi phục cài đặt gốc thì nó chỉ cần file ứng dụng. Quá trình xóa tất cả toàn bộ file ứng dụng, tất cả dữ liệu bao gồm. Nó sẽ là cái này. Mình ấn vào khôi phục cài đặt gốc nhé. Đây thì nó sẽ xóa này, nó cảnh báo các bạn phải đọc trước nhé, đọc qua. Nếu các bạn có tài khoản Google thì bạn thoát ra, vì khi ấy thì bạn xem bypass tài khoản Google mình nhé. Ấn xóa hết, kể cả thẻ nhớ nhé, các bạn phải tháo ra. Hãng nó đã cảnh báo thì các bạn phải làm theo. Và bây giờ ta sẽ đợi. Rồi sau khi bạn đợi khoảng 4 đến 5 phút thì máy sẽ hiển thị lên cùng đi nào này. Tiếng Việt thì bạn để mặc định nhé. Bạn ấn vào mũi tên xanh. Thẻ SIM thì tôi đã đọc và đồng ý này. Tôi ấn tiếp theo. Tiếp theo này. Mạng thì ta có thể bỏ qua. Nếu các bạn không có chữ bỏ qua, tức các bạn đã bị cái tài khoản của các bạn xem cái dẫn xóa tài khoản của bên dưới nhé. Ấn bỏ qua. Ta ấn không sao chép. Ngày giờ các bạn để mặc định, ấn tiếp. Tí nó bắt mạng xem thêm, chấp nhận. Cái này thì các bạn ấn bỏ qua. Cái này thì các bạn bỏ tích này đi. Tiếp theo. Cái này bạn ấn bỏ qua, tài khoản Samsung bạn bỏ qua nhé. Nếu bạn bị tài khoản Samsung liên hệ Zalo mình. Cái này thì các bạn ấn vào hoàn tất. Cài đặt ứng dụng nó sẽ đợi một lúc rồi. Ok, vừa rồi là mình vừa dẫn các bạn khôi phục cài đặt gốc về trạng thái xuất xưởng của con máy Samsung Galaxy A10. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.